Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Nhân Tâm Nguyễn TV xin giới thiệu với các bạn một loại thuốc xịt rụng lá mai đồng loạt, chuyên dùng cho mai vàng nha các bạn. Một gói phân gói thuốc này thì 200g nha các bạn, 200g, xin lỗi các bạn, 200g chuyên xịt rụng lá mai nha các bạn. Thì thay vì trồng mình trồng số lượng mai rất lớn thì mình lặt không thể nào xả hết, mình sẽ sử dụng thuốc rụng lá hoa đồng loạt chuyên dùng cho mai vàng. Đây có công dụng giúp cái mai rụng lá, không cần phải nhặt lá, ra hoa đồng loạt, hoa nở có màu sắc đẹp, không ảnh hưởng tới nụ hoa. Cách thức thì pha hai gói, một gói 200g cho bình 18 đến 20 lít nước, phun đều tẩm hai mặt lá, hai phun lúc trời nắng gắt, nắng nóng thì theo nụ hoa lớn nhỏ nha các bạn. Đây thì có hướng dẫn nè, thì cái này mình xịt đều xong rồi là cái mai mình mình phải cắt nước nha các bạn. Cắt nước đến khi rụng lá thì chúng ta sẽ thể tưới nước lại. Đây là sản phẩm gói dày là thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020 rồi, thì nhằm ngày 12 thì mình xịt sẽ khoảng tầm 3 bữa đến 4 bữa thì nó mới rụng lá hết, nên mình phải canh canh nụ hoa để mình xịt. Ví dụ như là thường thường là 15 mình mới lặt lá mai, thì bây giờ mình nay 12 thì 3 ngày nữa thì mình xịt khoảng tầm 3 ngày thì lá mai nó sẽ rụng rồi, thì mình vừa tới đó là vừa đủ luôn. Đây là một sản phẩm rất hay các bạn. Đây là thuốc của công ty RBC nha các bạn. Đây, Perfect X3 rụng lá đồng loạt. Thì nếu bạn nào thì có hướng dẫn thêm về sản phẩm này thì liên hệ với mình nha. Số điện thoại Zalo của mình là 0944 063 107. Nhân Tâm Miễn thì cũng biết cái thuốc này, cũng chia sẻ với các anh em bạn bè nào chơi mai, thì các bạn nhớ cái này là xịt không có mất sức cây mai nha các bạn. Thì có nhiều người ta nói là xịt vô sẽ mất sức cây mai, nhưng không, cái này mình xịt vô thì mai vẫn bình thường nha, không không mình đấy là không có mai, nó không có mất sức nha các bạn. Trong khi rụng lá xong chúng mình sẽ chăm sóc và bón phân lại bình thường cho cây mai là nó sẽ đạt thôi các bạn ơi. Đây, một gói này là 200g. Thì giờ mình cũng chỉ chuẩn bị pha để xịt những cái mai nhà mình. Thì sẵn tiện thì làm một cái video để cho anh em và các bạn biết cái về cái loại thuốc rụng lá mai đồng loạt nè. Này là chuyên dùng cho cây mai nha các bạn. Rồi, thì video của mình tới đây cũng xin tạm kết thúc. Thì nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy bấm đăng ký và chuông miễn phí, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, để có một năm để mình sử dụng về mai vàng, để có một năm mới tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Nhân Tâm Nguyễn TV cũng nhớ năm mới chúc các bạn an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe nha. Hẹn gặp các bạn những cái video sau.
Phân Tâm Nguyễn TV chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.